Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Jerry giới thiệu về trung tâm tiếng Trung.vn, trung tâm đào tạo tiếng Trung lớn nhất tại Hà Nội. Như lần trước, mình đã giới thiệu với các bạn biết về cơ sở 1 của trung tâm tại Hoàng Mai. Còn lần này, các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu và tham quan cơ sở 2 tại Cầu Giấy nhé. Hiện tại, mình đang đứng ở đầu đường Cầu Giấy và Quan Hoa, nơi phồn hoa đô thị của các trường đại học như là Đại học Giao thông Vận tải, Ngoại thương, Báo chí và đặc biệt là Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội. Nào, các bạn cùng theo chân mình đi vào trung tâm. Địa chỉ trung tâm nằm ở số 25 ngõ 68 đường Cầu Giấy. Từ đường Cầu Giấy, mình đi vào khoảng 100m là đến ngõ 68 đường Cầu Giấy rồi các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy biển Quận ủy Cầu Giấy. Và đây là ngõ 68 của các bạn nhé. Đây. Từ ngõ 68, mình đi thẳng vào khoảng 100m là đến trung tâm nhé. Nào, các bạn cùng đi thôi. Trung tâm tiếng Trung nằm ở tầng 4 trong tòa nhà lớn nhất tại ngõ 68 Newland Group, một vùng đất mới đang đợi các bạn khám phá nhé. Khi các bạn đến đây sẽ nhìn thấy biển tiếng Trung.vn của thầy Phạm Dương Châu. Các bạn đến đây thì có thể gửi xe ở tầng hầm nhé. Còn các anh chị đi ô tô thì có thể lên 100m thì có bãi đổ xe riêng nhé. Chúng ta cùng vào tham quan trung tâm nhé. Đây là một tòa nhà mà đầy đủ hệ thống tiện ích như là thể dục, thể thao. Trung tâm mình nằm ở trên tầng 4. Các bạn có nhìn thấy đây là bãi đổ xe của trung tâm, rất gọn gàng, sạch sẽ, rộng rãi và thoải mái nhé. Hầu như xe ở đây đều là học viên của trung tâm hết, là một trung tâm lớn và uy tín, có đông đảo học viên theo học. Các bạn có thể nhìn thấy có hai con đường lên trung tâm, đó là cầu thang bộ và đường thang máy nhé. Wow, bước chân đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy các ưu đãi của tiếng Trung.vn. Trong đó thì ưu đãi lớn nhất, cực khủng nhất đó là đăng ký học trọn bộ của trung tâm tiếng Trung chỉ với 7.700.000 đồng. Là một trung tâm tiếng Trung có chất lượng đào tạo hàng đầu tại Việt Nam nhưng có mức học phí cực kỳ rất rẻ và hợp lý các bạn nhé. Chúng ta cùng lên tầng 4 nhé. Như vậy chúng ta đã đến trung tâm ở Cầu Giấy rồi nhé. Mình vừa lên tầng 4. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào phòng Lê Tân. Đây, các bạn có nhìn thấy chị Lê Tân rất là xinh gái và một bạn học viên đang đến để đăng ký học nhé. Mọi người chào nào. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây là biển khuyến học của trung tâm mình nhé. Khi các bạn đăng ký học cùng nhiều khóa thì sẽ được giảm tiền cũng như là tặng sách. Còn bên này là tủ sách của trung tâm. Các bạn có nhu cầu học hay là mua sách thì có thể qua trung tâm, bên mình cung cấp các dịch vụ như là giáo trình Hán ngữ, sách luyện nhớ chữ Hán nhé. Đây là phòng Lê Tân. Vậy chúng ta cùng tham quan một số lớp học ở trung tâm nhé. Ta chào. Các bạn nhìn thấy đây, phòng học của lớp bên mình, các học viên đang học nhé. Rồi mình xin phép đi ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan các phòng khác nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy phòng học ở bên mình rất là mới nhé, sạch sẽ nhé, bàn ghế nhé, đầy đủ. Cơ sở vật chất bên mình thì phục vụ tối đa và tối ưu nhất cho các bạn học tiếng Trung, đầy đủ các tiện nghi như là máy chiếu, điều hòa, âm ly, loa, máy tính. Tất cả đều là công nghệ mới nhé, phục vụ tối ưu nhất cho các bạn học tiếng Trung. Qua đây thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn về trung tâm tiếng Trung ở Cầu Giấy. Thì các bạn muốn có nhu cầu học hay là muốn hỏi đáp về tiếng Trung, thắc mắc gì thì mời các bạn qua trung tâm mình nhé. Địa chỉ trung tâm mình nằm ở số 25 ngõ 68 đường Cầu Giấy. Các bạn cùng lên tầng 4 nhé. Wow, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trung tâm nhé.